Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả anh em ơi. Và lần này thì có một video rất rất đặc biệt ở cụm máy chủ S8 Phật Sơn Ký Sử này. Và vừa rồi thì có một người vừa nhờ Khả trung gian dùm một cái nhẫn may mắn 5 anh em ơi, với trị giá là 4,5 triệu. Ok anh em, và bây giờ anh em cùng chờ đợi một chút thử cái nhẫn nó như thế nào và ra sao nha. Tại Khả cũng tranh thủ cái tách hết auto anh em ơi. Lỡ mình đang giao dịch trung gian dùm mà cái auto nó bán sốt một phát một là ôm luôn 4 triệu mấy anh em. Rồi ok. Rồi giao dịch. À, anh em ơi, trung gian giùm nha anh em. Đó. Đây. Wow, trời ơi, một cái nhẫn may mắn 5. Khẳng lôi 7 dòng 1 anh em ơi. Quan trọng ở đây là may mắn 5 dòng 1, may mắn 5 dòng 1 nha anh em. Đúng ạ. À. Nha em. Đồng ý đi. Rồi ok. Quá đẹp luôn anh em ơi. Mắn 5. Đã nhận. Anh em là thế anh em ơi, khai trung gian á. Đã nhận. Rồi. Nhận quá đẹp anh em ơi. Ok, tin. Đã nhận được tiền nha anh em. Đây, hiện tại không dám được được làm cho anh em thấy thôi, tin là ok rồi. Ok. Đã nhận 45. Quá đẹp. Rồi, về tương Dương Lỡ Quang. Lỡ Quang cho Khải tên nhân vật để giao dịch. Rồi. Đây anh em, cùng xem lại chiếc siêu phẩm nữa anh em ơi. Có thể chiếc này là đầu tiên server anh em ơi. Đầu tiên server này, hôm trước thì có một gia truyền may mắn 6 dòng 1. Không biết, không nhớ là của ai nhưng mà còn cái nhẫn này là không làm là cái nhẫn đầu tiên server là anh em ơi, may mắn 5. Ở server này những món mình nắm như may mắn 5, 6, 7 như thế này là gọi là hàng hiếm anh em ơi. Gọi là độc server lắm này. Nếu bây giờ anh em mà sở hữu được một siêu may mắn tầm 17 đến 21 đi, trời ơi anh em đi chan thôi, đồ rơi quá trời quá đất luôn cho anh em, nhặt anh em bán luôn nè. Không biết là lời hay lỗi nhưng mà Khải nghĩ là nhiều anh em cũng săn lùng và anh em thích cái kiểu săn đồ may mắn rồi chan boss rồi đăng đồ ra anh em. Chung là nếu anh em nào mà có hứng thú mà đam lệnh bài boss này, sau này cái event đó sẽ đam lệnh bài boss này nọ, xong rồi đến giai đoạn là anh em cắm bãi nè, me những con boss nó ra rồi cho cái hàng này kết thúc boss là easy game luôn em ơi. Đồ ra quá trời luôn, cực kỳ đẹp luôn. Tại vì nó có hiệu ứng may mắn thì đủ set đủ móc thì nó sẽ rất là ok. Tí nữa mình phải coi tên nhân vật gì đây. Biện kênh bắn ngựa giúp tôi. Ok. Biện kênh bắn ngựa giúp tôi. Gần quá nè. Những này mình giao dịch trung gian mình là rớt xuống cao là mất tôi 4 triệu mấy anh em, 4 triệu rưỡi anh em. Được rồi, tên game. Tên gì đây? À, Lulu đại ca. Giờ từ nhắc ông nhớ tách auto với đủ bán số mất công đó nha. Rồi, tách hết auto đi. Chứ giao dịch xong nó bán số. Bán số một phát là ông mất luôn đó. Một phát là ông mất trắng đó nhé. Nhắc nhở anh em ơi. Cái đó tôi nhắc rồi đó. Rồi đó. Đang làm video mất đừng đủ thưa. Tại vì mình trung gian nhưng mình phải nhiệt tình anh em à. Tôi trung gian nhiệt tình lắm. À giao dịch. Vẫn còn auto kìa, vẫn còn auto vậy lông ngông kìa. Dịch xong thành công xong cái auto nó bán cái vịt mất 4 triệu mấy rồi đó, nói sao vậy nào. Cái này không biết nha, đợi chụp hình đúng không chưa. Mình phải giao dịch mình phải cho rõ ràng như thầu nhắc nhở anh em thầu đợi auto anh em thấy không? Chạy lông ngông này. Đúng à, chưa. Xác nhận. Đúng thì ok này. Rồi, xác nhận đi. Rồi, nhấn miếng 5. Đúng chưa. Ok. Xong. Thành công nha em. Xong, cảm ơn. Đọc. À, tụi em đi. Anh ban qua.
À, ok. Giao dịch trung gian dùm xong cái nhẫn may mắn năm, may mắn năm vòng 1. 4 triệu rưỡi nha năm. 4 triệu rưỡi nha mọi người. Ok. Rồi ok, cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên cho Khảo một like chia sẻ cho em ơi. Lần giao dịch trung gian này dùm thằng em này cũng khá là nhanh. Nó bán khá là nhanh luôn. Gây khá chuyển tiền nữa rồi. Tài tí nè. Chuyển tiền. Đây, chuyển tiền cho bên bán nữa. Nói chung ở server này anh em nào mà có cái hàng nào đẹp đẹp cần trung gian kiểm bút khởi phí giao dịch trung gian thì cũng rẻ thôi nè. Cho nên nhanh em, anh em có thể inbox vào order. Nhưng mà trước khi anh em trung gian này nọ nhớ là làm gì làm chuyển tiền hoặc là giao dịch đồ này nọ phải rõ ràng trong cái nhóm và chuyển tiền phải đúng tên Trần Nguyễn Duy Khải là được hết. Cho nên em chuyển bậy bạ là mất trắng đó nha anh em. Nhiều khi trên kênh YouTube này nó cũng có khá là nhiều đang người giả mạo Facebook Khải này. Rồi giả mạo đến cả cái tên trong game luôn anh em. Nên em phải cẩn thận nha. Không sao tài khoản thôi. Ai khai chứng tiền qua này. Rồi. Thành công hết rồi. 4 triệu rưỡi. 587066. Ờ, tràn cái có chỉ vàng liền em à. Quá êm luôn. Cho anh em xem cái thông tin đây. Tràn cái có chỉ vàng liền em. Đúng server này, đúng đẳng cấp luôn nè. Tràn cái có chỉ vàng luôn. Đây nè. Đây. Đã chuyển tiền 4 triệu rưỡi nha nè. Đó. Ok chưa? Thành công. 4 triệu rưỡi. Rồi. Lưu lại ngay gửi cho nó ngay. Rồi ok, anh em xem video đừng quên đưa lại cho Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Nếu anh em mua, nếu anh em muốn cần trung gian cái vấn đề gì, đồ đạc gì thì book cho Khải anh em ơi. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem video và đừng quên đưa lại cho video này một like chia sẻ cho anh em ơi. Trung gian một nhẫn nâng một server nha anh em ơi. Ok, chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye. Hẹn em vào tối 7 giờ, 7 giờ 30 phút tối hàng ngày nha mọi người. Ok, bye bye anh em.